Rồi em thích thực tập như thế nào? Em chuyển phù hợp với giáo dục tự nhiên hơn. Em thích được tự nhiên to hay là tự nhiên nhỏ? Ôi, tự nhiên to đi nha. To đi à? Đạt khoảng 400 này. Ôi, chào To mà đang có to. mừng. Rồi sẽ tới rồi thôi. Đứng lên thôi nha, lấy cái ghi nhỏ dưới này. Bây giờ chỉ thấy cái người mình nó bất thường không? Một có một cái mình dính vô không mới còn Đúng lại. rồi, nhớ để ý nè, kiểu như trong giữa này mình hít Đã thở. làm qua đi. Bình tĩnh thôi. Này nhìn nè, nguyên trong giữa này thì toàn bộ nữ này nó cao hơn này khúc Thấy rõ luôn. Dạ giống vậy này. đúng rồi. Đang đang chuẩn bị có kinh hay sao rồi bắt đầu nó tuyến nó cứng này. Gần hết sơ sạch cái bộ lâu rồi Chắc còn còn có. gần có đúng không, Dạ. bị sợ rồi biết là chuyện gần có. Bây giờ thứ nhất á là em cao là em cao, Dạ. nhưng mà quan điểm của bác là cái thân đường ngang của em đây nó không có to, Dạ. ngoại trừ cái vai em nó buồn thôi, Dạ. cái thứ hai cái khung xương này nó gồ, Dạ. thì do đó bây giờ bác sẽ hỏi đầu tiên là em có thích cái túi nó hơi nhô hay không, hay là em chỉ thích giống như người ta gọi là ngực bánh dài, giữ một cái ngực nhô hơn, nếu ngực bánh dài thì em thích ngực bánh dài em chứ thích nhô, có là cái sở thích chứ đi, cứ nói cái sở thích cho bác chứ đi, còn để bác sẽ tính, cứ đừng có quan tâm đến cái chuyện của anh. À, em thích sao? Là tức là ngọc tròn hay ngọc ngọc Ví vuông dụ này em thấy là cái dáng túi này nó sẽ có này, dạ ví dụ hai thằng này nó là cùng thì một có thể tích, dạ nhưng mà em thấy thằng nó thấp dạ thằng nó dài dạ thì em đúng thích cái thấp hay thích cái dài, thì cái ngực em thì em thích cái dạng ngực dáng ngực ấy, cái dáng ngực ấy em thấy chắc cái bé luôn cái nhô đúng không, ừ, dạ rồi vậy thì đặt cái trai, dạ nếu em thích cái nhô thì em nên đặt cái trai, cũng dạ đừng đặt độ nhô cao quá dạ vì nó cao quá so với em nó không có ok. dạ Rồi bây giờ sẽ xét tiếp nè, nó đang có một cái chuyện là cái ngực của em bên cao bên thấp, Dạ. cho nên mình đặt cái túi này nó cũng sẽ bên cao bên thấp, Dạ. thì bác đang tính toán đến cái câu chuyện là một bên bác sẽ đặt thấp, bằng bên thằng nào cao thì đặt thấp, Dạ đúng bên nào thấp thì đặt cao, rồi. anh đồng ý không? Dạ. Cho nên bên này bác sẽ đặt cái tra, Dạ. bên này bác sẽ đặt cái xích độ nhô của chúng mình cao, Dạ. ok? Dạ. À, tại vì này nó nhô dữ lắm, nhô mà mô tuyến là nhiều nữa. Biết sao khám lại lần nữa vì nó này nó đang chuẩn bị có cho nên nó cứng, bác không có dám bóp mạnh, bóp thì để bác đánh giá là cái thể tích của em hiện tại nó bao nhiêu để mình cộng cái túi vô là nó hợp lý, ví dụ bên này nó ít hơn này, tuyến vú là bên này bình thường nó nhỏ hơn đúng không, hiểu bên này nhỏ hơn cho nên coi chừng thằng này chỉ đặt khoảng 270 thôi này, nhưng mà thằng này có đặt 300 à, thằng này đặt 295, này là 295, này là 275, nhưng mà chưa chắc chắc với điều đó tại vì nó cứng, nó không giống sợ sợ em đau á, cho nên để sau thứ nhất còn chuẩn bị cho bác là bên này là khoảng 275 300 này, bên bên này là 295 270 này, 270 295 này, có nghe kịp không, bên này là 250 275, bên này bác sẽ đặt lát xích cái đường kính nó khỏi cái là cái thể tích nó khoảng từ 250 đến 275 chứ bác thấy 300 là to ô về ô về, có thấy không về không đẹp, có nghĩa là bên này maximum là 275 đẹp, đừng là 300 cũng đẹp, nhìn nó thô vì cái vai em gai người mẫu tự nhiên quất cái vú cho bà lưỡi vô giống vậy, rồi cái này có thể là bên này mình đặt 275 đang đặt 295 có nghĩ vậy, nhưng mà 25 thì lớn quá. Quay về nãy xong trước làm sao để quay lại có chuyện làm một lần nữa nha, nhớ là không cái tập gì không quay lại có chuyện làm một lần nữa, tưởng tượng được chứ tưởng tượng được mà để làm cái việc hắn nào ai bà bây xa không có đi vào bây xa đúng rồi em thấy đặt mà là cô tốt quá có trong mình không có xa nghe lời quá đi không em cũng công tử nhiên vậy thôi đúng rồi không có xa nên thì hiểu đúng không, dễ hiểu nói lộ quá thì tôi cũng nổi đó thì bộ và quan trọng mình tạo được cái bộ nhô, mình tạo được cái gì nó là đấy, không phải hiểu lại không không phải không phải chống lại cái ngày mổ nó sẽ cắt lại là các em đã chuẩn bị túi đó không sao hết túi cắt ho là lo gì à, đây nghe thấy cái này luôn nhỉ.